quan sát rộng rãi hơn. Một chút nữa mình sẽ quay kỹ cái cửa nóc. Về phần đuôi xe thì thiết kế bom quang và có đuôi cá. Có xe đèn thì mát, có chất tương đồng với cả chiếc Kia Sorento, nhưng nó có gì khác hơn mà hút theo đuôi tốt là hai điểm dân. Nói chung ở chiếc Tucson nó được ưa chuộng là từ năm cuối năm 2009 trở đi, thì chiếc Tucson người ta đã đưa lên form mới. Chiếc Tucson từ năm 2009 người ta đưa lên một form mới, đó là form như chiếc form này đây, là form 2010, từ cuối năm 2009 đã có rồi, thì nó hơn hẳn cái form 2009 cũ về các cái nét đột phá như những cái đường gờ, đường gân. Hyundai thì họ đi vào cái kiến trúc ngoại thất cũng như là rất rất là chi tiết và rất là có nhiều option rất là ok. Quý vị có thể nhìn thấy, nếu như mà nhìn đằng sau lại thì mình có thể nhìn thấy chiếc xe, nếu như khoang cốp rất là rộng, đây là khoang cốp rất rộng rãi, được thiết kế 5 chỗ ngồi. Bây giờ mình sẽ thêm đi vào chi tiết từng điểm của chiếc xe qua cái giới thiệu. Thì đầu tiên chiếc xe này mình xin giới thiệu với quý vị các bạn, đó là xe được trang bị 4 la răng đúc và 4 phanh ABS. 4 phanh ABS thì đưa lại cái sự an toàn trong khi phanh, đó là xe không bị bó cứng khi phanh, đồng thời vừa phanh vừa có thể chuyển hướng hình chữ chi. Mình đã có nhiều clip mình nói tại sao cái phanh ABS người ta được, nó là cái phanh ưu việt. Bởi vì là nếu như ở phanh tăng trống, khi quý vị phanh thì đồng nghĩa là bóp chết phanh và xe không thể di chuyển theo cái ý của quý vị. Nhưng đối với phanh ABS, quý vị phanh nhưng đồng thời quý vị có thể vừa phanh và vừa lái xe theo quán tính, nốt cái quán tính còn lại theo hình chữ chi. Khi đang đi tốc độ cao quý vị đạp phanh thì xe nó có quán tính và quý vị vẫn có thể lái xe theo hình chữ chi. Đấy là cái ưu điểm của phanh ABS. Xe được trang bị đèn bi xe lông siêu sáng. Đèn bi xe lông siêu sáng. Xi nhan trên gương. Cái xi nhan này thì hơi ố một tí. Về quý vị chỉ xử lý 100.000 là xong, là lại sáng như mới. Đó là cái nước mưa nó vào thì nó hơi ố một tí. Đây đèn. Đèn đằng sau đít thì có đèn LED quý vị nhé, có một cái đèn LED nhìn nó sẽ buổi tối nó sẽ có điểm nhấn, còn ban ngày thì bây giờ mình nhìn nó cũng không có một cái gì để mà nếu như buổi tối thì nó sẽ nhìn nó sẽ rõ hơn. Về trang thiết bị bên ngoài là như vậy, xe được trang bị hai cửa sổ nóc toàn cảnh. Cái tí nữa mình sẽ bật cửa sổ nóc cho quý vị. Đây là hai cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc đằng sau thì chỉ có thể kéo cái tấm chắn nắng ra thì nó là còn kính đây, thì quý vị vẫn có thể nhìn lên được nhưng không thể chui lên được. Còn với cái cửa sổ nóc đằng trước thì nó có thể chỉnh lui lại, tí nữa mình sẽ chỉnh cho quý vị xem. Đây là cái cửa sổ nóc, hai cửa sổ nóc rất là rộng của Tucson. Xe nội thất có màu da bò. Cái khoang cốp thì mình vừa quay rồi, rất là rộng, khoang cốp thì rất là rộng. Cái điểm gờ này rất là đẹp, dưới đuôi cá. Đồng thời khi mà quý vị nhìn thấy cái đuôi cá này và cái gờ đuôi này thì nó tạo cho mình một cái điểm nhấn. Cái khoang cốp thì rất là rộng đây, nội thất màu da bò. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Táp ly còn khá đẹp. Hai cửa sổ nóc trần nỉ đẹp. Nội thất là màu da bò. Cái da này vẫn là da của nó quý vị nhé. Mặc dù nó hơi nhăn, hơi vỡ. Quý vị có thể nhìn ở đây, nói là mình nói là nó hơi vỡ, nhưng nó không rách, không sần. Đây quý vị chỉ cần về, nói thật sự là chỉ cần mấy trăm nghìn thôi, thuê cái đội đánh giày ấy. Thuê bên đội đánh giày, người ta đánh cái sino vào đây thì đảm bảo quý vị là cái bộ ghế này nó sẽ trở thành như mới. Đây là mình để nguyên, nguyên bản khi mua về nó như này mình vẫn để nguyên, để cho quý khách hàng biết rằng mình chưa tân trang. Và xe vẫn là xe ghế da xịn,
chỉ cần đánh xi vào đây thôi, cho ra xi nâu vào đây đánh đi thì ghế nó sẽ như mới và nó sẽ mất những cái vết gọi là sờn này, bởi vì là nó có độ mài thì dần dần nó sẽ sờn đi, nó sẽ mất cái ấy, thì mình chỉ đánh xi vào cái là hết. Ok, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình DVD, điều hòa tự động, điều hòa auto, đề start top. Xe được trang bị hai cầu điện, có thể tắt và bật, có nút tắt bật cầu điện đây ạ, hai cầu. Thì chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010 này được chào bán với giá 505 triệu đồng, 505 triệu đồng cho một chiếc xe với option nội thất như sau: gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình DVD, điều hòa tự động, đề start top, hai cầu điện, ghế chỉnh điện và hai cửa sổ nóc. Bây giờ muốn sử dụng cửa sổ nóc thì quý vị phải bật điện lên, phải bật công tắc điện, ấn đề start top và lúc đấy thì cái cửa nóc nó mới hoạt động. Đấy ạ. Chỉ bằng một cậu động tác nhấn thì cái cửa nóc nó sẽ hoạt động. Và khi mà quý vị cần đóng vào thì chỉ cần một cái thao tác là nó sẽ đóng vào. Và khi quý vị vẫn muốn đóng cửa sổ nóc nhưng mà muốn lấy một chút thoáng khí thì quý vị chỉ cần bấm vào đây một cái nó sẽ nhấc. Đây ạ. Nó sẽ nhấc lên đấy. Quý vị thấy ạ. Rồi ok. Đây là khi nhấc lên nó sẽ có một khoảng hở như thế này để cho gió nó thoáng ra ngoài. Rồi mình lại đóng xuống. Ok. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi về các cái chi tiết khác. Tắt để cái đó. Cái nút start top này chẳng qua là ấn nhiều thì nó trông nó thế thôi quý vị nhé. Đấy, ok. Xe mình cũng kiểm tra luôn. 2010. Xe này sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2010 và chiếc xe này hiện nay đang chạy 13.3 vạn. Đồng hồ DOD hiển thị 13.3 vạn. 13 vạn cho 9 năm. Mỗi năm đi hơn 1 vạn. Ok. Xe có ghế chỉnh điện, hai cửa sổ nóc. Với những điểm nhấn bên ngoài và điểm nhấn bên trong cũng như là option thiết kế khá là đẹp. Thì Tucson năm hạ từ form 2 cuối năm 2009 gọi là form 2010 thì được rất nhiều sự ưa chuộng của quý khách hàng Việt Nam. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết khoang máy để cho quý vị xem. Với chi tiết khoang máy, chiếc khoang máy này thì ngay khi mở ra mình thì đã nhìn thấy là khoang máy là khá bụi. Mình không nói là bẩn mà là khoang máy khá bụi. Bụi ở đây là vết bụi của thời gian, bụi của những tháng ngày rong ruổi trên đường, bụi của những tháng ngày rong ruổi trên đường, bụi nó cuốn lên và nó phủ lên đây một lớp bụi của thời gian. Xe thì theo mình nhìn thấy đây thì là máy zin chưa hạ, đấy là xe máy zin chưa hạ, là đấy là ấy, nhưng mà mình phải kiểm tra kỹ, đấy là mình mới nhìn qua thôi, còn mình chưa nhìn kỹ lắm, chưa nhìn được hết, không phải chạy. Còn về ụ giảm sóc còn nguyên đinh tán và tất cả còn nguyên với một thời gian, chưa ai sờ mó gì vào quý vị nhé. Còn mình nhìn kỹ hơn một chút, xe thì đẹp về tất cả các cái kết cấu quan trọng. Thì mình kiểm tra thì theo mắt của mình nhìn đây là ok, xe là nguyên vết bụi thời gian. Bây giờ mình sẽ, đây là khoang máy của nó quý vị nhé, xe chưa động chạm mảy may động chạm gì vào, theo chưa thèm rửa máy rửa móc gì luôn, để nguyên vết bụi thế cho nó ok. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm, các bạn hãy cùng mình trải nghiệm lái thử chiếc xe này.
Bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm lái thử chiếc xe này xem nó như thế nào. Chiếc xe này nó được trang bị hai cầu điện và chỉ cần một thao tác bấm mình có thể ngắt cầu và đóng cầu. Ok, khởi động khá êm ái, không gào thét gầm rú gì cả. Nên là mình chỉnh ghế cho nó cân bằng. Đây, chỉnh điện chỉ cần gạt nút là ok. Mình sẽ giảm bớt gió điều hòa xuống cho nó khỏi bị ồn. Bên ngoài hiện nay là đang 35 độ ngoài trời và mình đã chỉnh mức nhiệt độ thấp nhất rồi. Mình cũng sẽ cho bé tiếng loa đài xuống, bé tiếng loa đài ngay trên mặt vô lăng đây, có thể đấy. Bây giờ mà sau khi khởi động thì mình đã thấy động cơ cũng khá là ok, rất là êm. Ok, vào số thì không thấy giật gì cả. Tức là quý vị có thể nhìn lên đây, mình vào số không thấy giật, không có đi ghi gì cả. Tức là số con này khá ok. Ok, nhấc khỏi chân phanh thì xe đã chuyển động. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cùng các bạn lái một cung đường. Ok, vô lăng lái khá là ok. Với cái chiếc xe này thì như thế là mình lái một tay này. Xe trợ lực lái rất là nhẹ. Đấy, mình trèo dốc 4 bánh. Ok, đấy, đường cái G đấy là nó khoảng tầm 60 phân đấy quý vị. Nó đi lên đi xuống ok. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm vào cung đường. Sẽ là một cung đường rất sốc. Quý vị có thể thấy mình tăng tốc. Hiện nay vòng tua số nhảy rất đều ạ. Số chuyển đều ạ. Và không giật đó. Quý vị có thể nhìn thấy số đang chuyển rất đều. Bây giờ mình sẽ đi vào một cung đường rất là xấu. Cung đường rất là nhiều ổ gà, ổ voi. Rất là xấu luôn, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhá. Chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Xe đi chỉ có tiếng lốp, không có tiếng gì luôn. Đây chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Đường quý vị có thể nhìn thấy đường rất xấu, mình đi chọn số xấu nhất mình đi. Thì đường chỉ có tiếng lốp thôi, chỉ nghe tiếng lốp thôi. Và bây giờ mình sẽ đi vào một cái đoạn đường có thể đề ba tăng tốc. Quý vị hãy chú ý cho mình khi mình đề ba tăng tốc. Ở cái cung đường này quý vị nhìn cho mình cái đồng hồ. Quý vị hãy để ý vòng đồng hồ vòng tua hộ mình ạ. Bây giờ mình đi cái cung đường này nó sẽ là vắng để mình quý vị hãy để ý là cái đồng hồ vòng tua. Khi cái đồng hồ vòng tua mình đề ba cái đồng hồ vòng tua nó sẽ tăng lên và nó chuyển xuống rất là ngọt. Thì đấy người ta gọi là chuyển số đều. Đây ạ. Ok, mình đề ba lên rồi, vòng tua lên 3000 chuyển xuống 2000, chuyển xuống tiếp đi. Rồi, chuyển xuống 1500 rồi, quý vị có thể nhìn đấy. Thì là đấy. Số chuyển rất là đều. Rất là ok quý vị nhé. Gầm bệ chắc chắn. Đấy là quý vị có thể liên hệ với mình. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 505 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010 từ Hàn Quốc và được chào bán với giá là 505 triệu đồng tại Dung Audi, ô tô cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy liên hệ trước khi xem xe. Muốn xem xe quý vị hãy liên hệ với mình để tránh trường hợp là quý vị về xem xe thì xe đã bán mất rồi. Đây ạ, số chuyển rất đều quý vị. Thì hotline của Dung Audi là 0855 966 966. Mọi tư vấn thắc mắc cũng như là muốn hỏi về thông tin kỹ thuật cũng như là các cái nhu cầu thắc mắc khác của quý vị có thể alo trực tiếp hoặc là qua Zalo cũng như là số điện thoại. Alo trực tiếp hotline 0855 966 966. Dung Audi luôn sẵn sàng trả lời mọi cái tư vấn cho quý vị, mọi cái thắc mắc cũng như là mọi cái thông tin mà quý vị cần. Bây giờ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin nhắc lại với quý vị, đó là chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, hai cầu, được chào bán với giá 505 triệu đồng. Động cơ 2.0. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi hotline 0855 966. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.